Tuyệt vời bạn, nó là hương cơm mình không cay quá đâu bạn, ăn nó vừa phải, cái tê tê cái vị thảo mộc á, rất ok. Hello các bạn ơi, Osokem này, một sản phẩm Osokem này đó là vịt cỏ sấy khô nhà Minh Châu Food bạn nhá. Osokem. Wow. Wow, nổi ra mùi thơm, wow. Bọc rất cẩn thận nhá. Wow bạn này, wow. Một chân không rất là Osokem bạn nhá. Thơm quá bạn ạ. Mua bạn ở nhà. Đấy nhá. Wow, một con vịt luôn anh em bạn ơi. Tuyệt vời anh em ạ. Không đáng đồng tiền với các bạn. Thường lắm bạn ạ, có lúc sốt này ai. Wow, cạnh cánh này. Tuyệt vời. Sốt cay, ai thích cay cánh à, mà không thích cay thì anh thẳng được. Ăn cuốn lắm ạ. Thơm lắm. Làm thế nào. Ăn cuốn lắm anh em ạ. Ngon. Tuyệt vời bạn, nó là hương cơm mình không cay quá đâu bạn, ăn nó vừa phải, cái tê tê cái vị thảo mộc á, rất ok. Ngon thơm. Dài dài thơm thơm ngon lắm, vị thảo mộc nha. Cũng dày thịt phết anh em ạ, không phải là ít đâu. Osokem nha. Ngon. Cái này mình làm uống cùng sinh tố rửa mặt đó thì tuyệt vời. Em bấm bên trái nha, mình đang nước cho mình ạ. Ngon.